Cô xin chào tất cả các em học sinh khối 2 thân yêu. Rất vui là được đồng hành cùng các em qua tiết toán ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, các em hãy cho cô biết từ đầu chương trình lớp 2 tới giờ mình đã học được những kiến thức nào nè. À, đúng rồi. À, đó là chúng ta đã ôn lại. Chúng ta được ôn lại những kiến thức toán nè. Các số trong phạm vi 100 nè. Rồi học về ước lượng, học về tên các thành phần trong phép cộng và phép trừ, biết cách tính tổng hiệu của các số, và nhận biết được thế nào là nhiều hơn, ít hơn. Vậy với những kiến thức toán đó, các em đã làm được những gì và vận dụng những được những gì vào trong cuộc sống? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ sang bài hôm nay, bài 4, em làm được những gì, tiết 1. Để xem mình làm được những gì thì Ta bây sang giờ bài các em 1, hãy cùng đánh cô dấu tích luyện vào tập một số số bài phù tập hợp sau với nhé. hình có bao nhiêu khối lập phương. Ở câu A, các em hãy quan sát hình A. Có một cái thanh dài, thì thanh dài này gồm có bao nhiêu khối lập phương? 10 khối lập phương. Và những thanh lẻ này là có bao nhiêu khối lập phương? 8 khối lập phương. Vậy thì 10 khối lập phương và 8 khối lập phương lẻ, vậy tổng cộng có bao nhiêu khối lập phương? 18 khối lập phương. Như vậy các em thấy một chục và thanh dài là tương đương với một chục, và những cái khối lập phương lẻ này là tương đương với 8 đơn vị. Vậy một chục và 8 đơn vị là được số 18. Vậy ta sẽ chọn số nào nào? 9, 18 và 81, mình chọn số nào phù hợp? Đúng rồi, số 18. Tương tự như câu A, câu B, câu C, câu D cũng vậy. Các em nhìn xem có bao nhiêu thanh dài là tương đương với bao nhiêu chục, và có bao nhiêu cái khối lập phương lẻ là những bao nhiêu đơn vị, thì mình sẽ tổng lại và sẽ ra được cái số phù hợp với hình. Các em rõ chưa nào? Như vậy qua bài này giúp chúng ta biết được gì nào? Chúng ta cũng có là điều gì? Đúng rồi, cho ta biết là cấu tạo của một số có hai chữ số gồm có gì? Chục và đơn vị. Chúng ta sang bài 2. Các em hãy quan sát hình. Ước lượng có khoảng chấm 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 con mèo, đếm có chấm chấm con mèo. Vậy bài yêu cầu chúng ta là ước lượng xem cái hình hình trên này có bao nhiêu con mèo và đếm xem có bao nhiêu con mèo. Rồi mình điền vào chỗ chấm cho phù hợp. Vậy nhắc tới ước lượng, bạn nào có thể cho cô biết mình có những cách ước lượng nào nè? Mình có rất là nhiều cách để ước lượng. Ví dụ như ước lượng theo hàng, ước lượng theo cột, ước lượng theo nhóm, ước lượng theo màu sắc. Như bài trước chúng ta đã học. Vậy trong bài này mình sẽ ước lượng theo gì nè? Mình chọn cách nào? Đúng rồi, mình sẽ ước lượng theo hàng. Vậy thì mình sẽ chọn hàng hàng đầu tiên. Bây giờ cô sẽ chọn hàng đầu tiên làm chuẩn. Các bạn đếm cho cô, hàng đầu tiên có bao nhiêu con mèo? Có 10 con mèo. Vậy bây giờ mình ở đây mình có mấy hàng? 1 2 1 2 3 4. Có 4 hàng. Vậy là mình sẽ lấy 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10. Vậy thì là bao nhiêu con mèo? 40 con mèo. Vậy mình ước lượng được có khoảng 40 con mèo. Vậy bây giờ để xem coi ước lượng sẽ chênh lệch như thế nào so với đếm. Bây giờ chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu con mèo. Đếm thì có rất là nhiều. Bạn
có thể đếm từng con mèo, rồi hoặc là mình có thể đếm theo hàng. Nhưng cô sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm nhanh lẹ. Các bạn có thể đếm dựa vào cái cách ước lượng này. Ở đây mình đếm trừ cái hàng đầu tiên là 10, rồi mình sẽ đếm ở đây là 4 hàng thì là được 40 con mèo. Và ba hàng này có dơ số, cái mỗi hàng dơ ra một con, bị ba hàng dơ ra ba con mèo. Vậy thì mình sẽ tổng lại, mình lấy cái 4 hàng này là 40, mình sẽ cộng với số dơ ra ba con mèo ở ba hàng này nữa, mình sẽ được là 43 con mèo. Đây là cách đếm nhanh. Như vậy các bạn đã rõ chưa nào? Đã rõ về cách ước lượng chưa? Tương tự với bài thứ hai. Các em sẽ dựa vào như vậy, các bạn sẽ dựa vào cách ước lượng như hồi nãy cô hướng dẫn. Nhưng với bài này thì mình sẽ ước lượng theo gì nào? Mình sẽ ước lượng theo cột, sẽ dễ dàng hơn. Các em sẽ làm tương tự như cô, lấy hàng một hàng làm chuẩn và mình đếm thêm bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột, rồi mình cộng lại thì sẽ ra được là số ước lượng là bao nhiêu. Còn đếm thì mình cũng sẽ làm như tương tự như cô, có thể là mình đếm từng con để mình kiểm tra từng hàng mình kiểm tra, hoặc là mình có thể là dùng số ước lượng và mình coi xem lấy cái hàng làm chuẩn mình đếm tổng là bao nhiêu, rồi sau đó mình xem cái hàng nào mà thiếu thì mình bớt ra, thiếu bao nhiêu thì mình dùng cái tổng đó mình bớt ra bao nhiêu, còn nếu mà dư ra thì mình sẽ gì, lấy hàng nào dư ra thì mình sẽ cộng vào cái số dư ra, lấy cái tổng cộng số dư ra. Các em đã rõ chưa nào? Chúng ta sang bài số 3. Nói mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính. Ở đây cô có 3 phép tính và các số tên gọi các thành phần trong các phép tính cộng và trừ. Ở đây có số hạng tổng, số bị trừ, số trừ và hiệu. Đây là tên gọi của các thành phần trong phép cộng và phép trừ. Rồi ở đây cô có 3 phép tính là 62 cộng 11 bằng 73, 0 cộng 9 bằng 9, 68 trừ 33 bằng 35. Với 3 phép tính này thì nhiệm vụ của các em là làm gì nào? Phải nói tên gọi của các thành phần trong phép tính này phù hợp với số ở mỗi phép tính. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài đầu tiên. Để làm đúng bài này thì các bạn hãy nhớ cho cô, trong phép cộng thì có những tên gọi nào nè? Có các tên gọi gì? Thành phần của các phép cộng, tên gọi các thành phần trong phép cộng nè. Đúng rồi, đó là số hạng tổng. Còn với phép trừ, đó là số bị trừ, số trừ và hiệu. Và nhớ cho cô, tổng là gì nè? Tổng là kết quả của phép cộng. Muốn tìm tổng ta làm gì? Ta lấy số hạng, ta cộng số hạng. Còn với phép trừ, kết quả của phép trừ là gì? Là hiệu. Muốn tìm hiệu ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ lấy gì? Số bị trừ ta trừ đi số trừ. Đó là bài. Vậy thì bây giờ các em hãy cùng cô làm bài đầu tiên nhé. Rồi, bài đầu tiên là phép tính gì nào? Đó là phép tính cộng. Vậy số 62 được gọi là gì? 62 được gọi là số hạng. Cô sẽ nói với số hạng như nào. Số 11 được gọi là gì? Được gọi là số hạng. Cô sẽ nói với số hạng. Còn 73 là gì đây? Là tổng
cô sẽ nối tổng vào. Rồi các em đã rõ chưa nào? Hai bài tương tự các em cũng sẽ làm như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài số 4. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ, làm lại phép tính sai. Cô có các phép tính sao? Cô có 4 phép tính. Nhiệm vụ của các em là hãy tìm xem phép tính nào là mình đúng thì mình sẽ ghi đờ, và sai thì mình sẽ ghi sờ vào ô trống nhé. Rồi, để làm đúng được bài này thì các em phải lưu ý cho cô. Đây là những phép tính, đây là những cái phép tính hàng theo dọc là đặc tính. Thì các em hãy nhớ cho cô, khi mình đặc tính thì mình sẽ đặc tính như thế nào nè? Đúng rồi, mình sẽ phải đặc tính thẳng cột, đơn vị thẳng với đơn vị, trục thẳng với trục. Và mình nhớ tính theo thứ tự như thế nào? Ưu tiên tính theo thứ tự từ phải sang trái, tính từ hàng đơn vị trước. Rồi, bây giờ cô sẽ làm mẫu một bài để các em xem. Và các em sẽ làm theo ha. Đầu tiên, cô sẽ làm mẫu 85 cộng 12 bằng 97. Cô sẽ kiểm tra xem. Cô sẽ lấy đơn vị thẳng cột, trục thẳng cột. Cô lấy 5 cộng 2 bằng 7. Ở đây bằng 7 chính xác. Cô lấy trục cộng trục. 8 cộng 1 bằng 9. Ở đây số 9. Vậy thì 85 cộng 12 bằng 97 là đúng, nên cô ghi đờ. Tương tự như vậy, các em sẽ kiểm tra các ba phép tính còn lại để xem đặc tính có thẳng cột hay không, và cái tính có chính xác hay không. Nếu mà đúng thì mình ghi đờ, sai mình ghi sờ. Các em rõ chưa nào? Rồi, chúng ta sang bài 5. Điền lớn bé bằng. Ở đây cô có 4 bài sao: 9 với 29, 20 cộng 9, 29, 60 cộng 8, 8 cộng 60, 74 trừ 24, 74 cộng 24. Ở bài này, các em luôn bài đầu tiên với khi thực hiện bài này là người ta kêu mình so sánh giữa các số vế với nhau. Thì để so sánh được các số thì chúng ta phải làm gì nào? Các em phải lưu ý cho cô. Thứ nhất là gì? Là khi mà so sánh số, thực hiện so sánh số thì các em nhớ là số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Các em nhớ nhé. Số nào có nhiều chữ số thì số đó lớn hơn. Và tiếp tục, nếu hai vế của bài toán này có phép tính và số thì chúng ta thực hiện tính phép tính đó, và sau đó ra được kết quả, ta sẽ lấy kết quả so sánh với cái số. Các em rõ chưa nào? Rồi, cô sẽ làm bài đầu tiên. Các em thấy 9 và 29 không? 9 và 29 thì các em nhìn vô là các em biết liền số nào lớn rồi, đúng không nào? Thì tương tự, chúng ta thấy 9 có một chữ số, 29 có hai chữ số. Vậy mình kết luận ngay là gì? 29 lớn hơn 9. Đúng không nào? Điền lớn hơn. Tương tự như vậy. Với bài tiếp theo, 20 cộng 9 và 29. Để mình so sánh được thì mình làm gì? Mình sẽ cộng. Mình có nhiều cách để so sánh. Mình có thể là gì? Cộng kết quả này. Đầu tiên là mình cộng phép tính này lại với nhau, lấy 20 cộng 9 sẽ ra được 29. Rồi sau đó mình sẽ thực hiện cái kết quả đó, mình thực hiện mình so sánh với số đây, 29, 29 bằng nhau, nên mình sẽ điền dấu gì? Dấu bằng. Tương tự như hai bài ở dưới đây cũng vậy, 60 cộng 8 và 8 cộng 60. Ở đây mình có nhiều cách so sánh, 60 cộng 8 và bên đây 8 cộng 60, thì ở đây, ở bên đây phép tính đây là 8 cộng 60, 60 cộng 8 và bên đây là 8 cộng 60.
Nếu mà bạn nào không chú ý thì bạn có thể cộng kết quả này, cộng hai cái kết quả ở hai vế này rồi mình thực hiện so sánh. Mình tìm kết quả ở hai vế rồi mình thực hiện so sánh hai kết quả đó. Hoặc là mình có thể với này phép tính cộng thì mình có thể đây số hạng thứ nhất 60 cộng tạ ở đây chỉ có đổi số hạng với nhau. Thì khi mình nhớ cho cô là gì, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi đúng không nào? Vậy thì mình chỉ cần thực ở đây 60 cộng 8 hay nói là 8 cộng 60 sẽ có kết quả bằng nhau, vậy mình điền dấu gì? Các em biết rồi đúng không nào? Bài tương tự cũng vậy. Bài bên đây 74 trừ 24 với 74 cộng 24. Các em thấy mình ở đây bạn nào không lấy thì đầu tiên mình thực hiện tìm kết quả của phép tính này, hai phép tính rồi mình lấy kết quả đó mình so sánh. Hoặc là gì? Ở đây mình có thể nhận xét ở đây 74, 74. Rồi ở bên đây là trừ 24, còn đây cộng 24 thì một số mà trừ thì cùng số số một số mà trừ với một số mà cũng giống nhau số đó mà cộng thì chắc chắn là gì, số cộng sẽ lớn hơn cái số mà đó mà đem đi trừ đúng không? Vậy mình có kết quả liền. Với đoạn nào mà thông minh, các em đã rõ chưa nào? Các em hãy nhớ cho cô nhắc lại, để thực hiện so sánh các số thì các đầu tiên các em hãy nhớ là số nào có nhiều chữ số thì số đó lớn nhất, lớn hơn, các em nhớ chưa? Và nếu mà phép giữa phép tính này những bài toán so sánh số thì mà có phép tính thì đầu tiên mình phải thực hiện phép tính trước, sau đó mình sẽ lấy kết quả đó mình so sánh với số ở bên vế kia, các em nhớ chưa? Rồi chúng ta sang bài số 6. Chúng ta sang bài 6. Nói hai số có tổng bằng 80 để giúp chim mẹ tìm con. Các em hãy quan sát hình sao. Trong hình này có những chú chim nào? Có những chú chim cánh cụt, chim con và chim mẹ. Và trên những chú chim này có những có mang những con số. Những con số này có gì đặc biệt nào? Đúng rồi, những con số này đều là những đa số là những con số gì? Tròn trục. Vậy bài này yêu cầu chúng ta làm gì? Nói hai số có tổng bằng 80. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm hai số của ở chim mẹ và chim con cộng lại sao cho có tổng bằng 80. Tức nghĩa là mình sẽ tổng hai số tròn trục này sao cho hai số này có tổng bằng bằng 80. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các em nhé. Bây giờ cô sẽ chọn một số chú chim. Cô sẽ chọn chú chim có mang số là 40. Vậy chú chim số nào có cộng với 40 thì bằng 80? Đúng rồi, 40 cộng 40 bằng 80. Như vậy để tính nhanh kết quả, để tìm nhanh kết quả để có tổng kết quả của hai số tròn trục thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ gì? Đưa ở đây hai số tròn trục thì có đều có số đơn vị là 0 nên mình chỉ cần viết lại số 0 và mình chỉ cần cộng hai ở cộng số ở hàng chục thì sẽ ra nhanh kết quả thôi. Ví dụ ở đây 40 40 thì không bằng nhẹ, mình lấy cộng số 4 và hàng chục 4 và 4 là 8, vậy là 80. Đơn giản quá phải không nào? Tương tự như vậy các em sẽ tính nhanh các số còn lại cho cô sao cho có kết quả bằng 80. Như vậy vừa rồi các em vừa được ôn lại những kiến thức, một số kiến thức ở từ đầu chương trình lớp 2 tới giờ. Các em hãy về nhà xem lại bài, làm hoàn thành phiếu bài tập và chuẩn bị bài em làm được những gì tiết 2. Cô xin tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những bài sau nhé.